Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ gửi đến các bạn chương trình, một dự án của chương trình Ecoin. Nghe tất cả các bạn khi đăng ký, các bạn nhận được 50 Ecoin miễn phí. Nghe tất cả các bạn, các bạn lưu ý cái này là mới có dự án nha, sàn mới ra nha các bạn. Các bạn bấm vào sign up với chờ 3 vô gạch, bấm vào nút sign up nha các bạn, đăng ký một cái tài khoản. Rồi đầu tiên Việt Nam. Việt Nam các bạn ghi họ lá nam ghi Quỳnh Văn Ánh. Quỳnh Văn Nam các bạn ghi anh. Email các bạn. Password mình share lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm nhà tôi chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi các bạn bấm sign up with the mail nha các bạn. À mật khẩu các bạn nhớ ghi phải đi. Mật khẩu có ký hiệu đặc biệt, ký hiệu chữ thường và chữ qua nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút sign up mail nha các bạn. Rồi kêu qua xem mail các bạn. Rồi các bạn mở mail mình lên. Các bạn chờ chút nha các bạn. Cô vô sẽ bám thế các bạn. Chưa gỡ luôn thứ 9. Rồi cô gỡ cho mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút phé đi nữa các bạn. Phé đi file nha các bạn. Rồi các bạn đăng nhập cái mật khẩu giống password mình vô nha các bạn. Password mình che ra nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút login nha các bạn, login đích của hệ email các bạn. Rồi sau khi mình login mình nhận được 50 token nha các bạn. Là tương đương khoảng 5S. Mỗi một token là không có giá trị của nó, cái sàn này là 0.1 cho mỗi token Ecoin nha tất cả các bạn. Các bạn chỉ lấy liên giáp mình chia sẻ cho bạn bè, những người thân để coi con này nó có. Con này nó yêu cầu chưa yêu cầu mình KYC các bạn ơi. Mi Verify Deposit. Transfer Deposit Withdraw. Transfer chia khao luôn ta. Rồi các bạn lấy link chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Con này nó mới có sàn này mới ra, nó tặng coi phi nha các bạn. Các bạn chiếm đi.